nhưng làm 2 giờ mất bao nhiêu lâu? Đến 2 giờ gì? Đâu giờ nhá, đâu giờ? Con gà làm nhanh mà. À dạ không chờ. Gà làm nhanh 2 giờ bằng một con gà. Con côn gà. Đủ. Giờ ta gì xuống ta là cũng tục gà. Ủa cái đường này là đi xuống như thì tắm được này. Gà này chắc được cái máy với mấy ta. Ờ, cái đuổi vô không? Đi đuổi không? Đuổi đuổi vô. Tàu giờ không biết làm nữa, từ tôi bán mấy gà. Từ bán hết rồi. Con! Rồi bữa đi ăn chưa hết rồi mà. Ủa vậy mà chú ngồi chưa hết rồi. Bên này, kêu một tiếng rồi đi hết rồi. Qua tớ mưa lại. Dạ, tụi con quán. Dạ. Ngầu thì ngầu thấy em. Con này dụng ngầu với anh Minh mà đẹp kêu đâu thấy. Gia bị xã. Hai nhỏ đang xét các bạn. Ngầu với anh Minh ở đây. Mặt giữa. Cái gì vừa cho có hơi cục cây à. Cái tay mình làm việc này. Cái này chưa ướp. Cái này để nó đây là bà cân nó giang. Không ăn kem được hả? Không. Không có bố một đĩa thôi rồi. Mà không ướt không ăn được. Rồi. Sao mày ăn ướt dữ vậy mà giống mẹ mày sao mày ướt dữ vậy? Chị hai con về ăn ướt quá mình muốn. Ghiền lại ghiền lắm. Ui. 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 Có cục đỏ đây rồi. Siêu kem. Nhưng mà con đây con ướt kiểu đó rồi. Đâm quá. Bỏ vô rau con ướt ướp hết trải rồi cái nấu chứ. Ướp kiểu vậy luôn hả? Cũng đâm dài vậy cũng ướp dài vậy. Ồ, phải là bữa nay là anh. Tết mà thằng cái mày có cái quay ra sự cây này đang nhìn gì nữa có chứ đây là YouTube mà đang gì đó đây ừ có cá bao lứa nè nó phá muối ra, nó đổ muối ra.
con cây, xiên cây á. Làm muối đẹp, cho làm muối đẹp. Làm muối với cái ớt. Muối, lấy muối hộp cái này, lại lấy muối hộp trong cái hút. Hai nấm, mày đây là gì vậy? Làm muối hộp cũng ngon không? Gì à? Giống xỉn bạn bá biểu. Chú không biết mật khẩu. Bỏ xuống đấy. Chưa phải không? Thật là. To quá, cái cần hai được. Sao vậy Lâm? Con muốn nói gì? Cái nhà táo chú hai dẫn đi tàu. Than hồn. Nó hổn quá, nó như cháy hả? Ờ. Được rồi, đem đem đó, đối với tao cột lại, bây đem tao dán nó này. Chết không? Nếu cái nào dỡ lên đẹp đẹp, dỡ dỡ nó lên cao này. Rồi, dỡ nữa. Mà mở đường đón coi. Ủa đẹp. Đúng cái gì? Hai lớp cho nó mới khỏi cháy. Bé ăn cây đâu? Cô ăn cây đâu? Ừ. Bé. Nó mơ rồi. Chưa đưa, chưa. Cho tập trung cho ta cái bảo vậy nữa. Cái này chín hả? Chín rồi hả? Cái này chín rồi hả? Ôi trời ơi. Ôi nhìn hấp dẫn ha. Nhưng mà cái này không có mùi thơm này, chưa thấy mùi thơm này kia. Ừ. Canh là mùi thơm đi. Tao nấu thập cẩm à. Cẩm đúng rồi đâu. Khổ qua, khổ qua, hành nè, đậu răm nè, gì nữa? Ở đây có cái lá gì? Vàng. Lá tiên, lá gì? Khổ qua. Có một cái lá gì nữa nè, thấy lá gì? Cải trời, cải trời. Cải trời với rau gì? Khổ qua. Tao lúc bay niêm cỏ lá thử được ra, tao niêm cỏ lá cũng con lạc lắm mà. Tôi sợ lúc có muối mà. Vui rồi là có muối có không được. Muối lạc lắm. Đưa em thử mới được. Ngoài nên thử. Siêu cây mà. Cái muỗng nào ta? Cái này là cây, cái giá này. Đây ít cây mà. Cái này ít mà, cái này do nãy lúc bay nữa. Nằm ít, ta làm bằng ớt mà. Canh mà cây như nó sạch đây có. Đánh. Đánh la qua vô đánh nhá. Đánh mà lạc. Lạc hả? Lạc có muối ớt, có muối ớt mà kia này thành. Làm có hở? Lạc là nó dễ, đúng không? Lạc là dễ, ai ăn mặn thì bỏ vô. Đồ cành nó hơi lạc, hơi lạc. Mình ăn có một... Cái kia xong giờ đem nó thử chưa? Thử xem nó hả? Chín vô hả? Đó chút nữa mình muốn đó, anh nướng nha. Nướng lại rồi hả? Hai cái đám đầu luôn, đám đầu nào. Khoảng hai cái vậy nè. Rồi cái mua bì rắn được.
Nên mình tám là của ông đi. Có cái gì số hết không? Lấy vào đâu đẹp? Anh bún mới ngon vậy. Là chua. Không, không có chua. Chua, tao biết tao nói không chua mà do mà nói chua ấy. Ui, cháy mẹ chân nữa rồi. Chết rồi. Cháy sao cháy được? Áp lửa chứ đừng cháy tiền tăng rồi mày. Mày tiếng giờ nó trống mà. Mày ra bưng ra mà lấy bà lá hết. Bưng ra mà lấy hết lá chuối rồi đưa bún cắt nó lại. Lấy lá chuối thì còn đẹp rồi bắt đầu còn bún cắt hai cái. Sao ba nó nãy nói sao? Ba nó ở Quy Nhơn hả? Đi Quy Nhơn mà. Không có sao. Đẹp nó trật trọng. Nếu mà nãy mà kêu lên là bây giờ chỗ nào cũng dinh dầu dinh mỡ đó. Kệ. Đúng rồi. Đó nó có dùng ớt bột. Con nói này con nói chú Hà mua mà chú Hà không mua. Ớt bột sợ nó không cay. Ớt bột không cay. Ớt bột cay cũng lắm. Qua là cái cũng hơn ớt đây nữa. Chú sao lầm rồi. Ớt từ vô nó kìa. Hôm nay anh có sao tới không? Có. Có hơi tớ mà ớt nhiều dơ lắm mà không cay nè. Ba người ta bữa nay đâu rồi. Câu này à? Em đâu em bao câu mà. Em câu em hỏi cái bao câu thôi, ai ăn cái bao câu rồi? Con ăn cái rồi. Mày đâu mày mày đi vô nhà vợ, nhà vợ mày ăn cái bao câu chết đó mày. Ô, nãy tao kêu múc không biết cái bao câu. Anh nào không biết đây? Anh nào không biết. Dập bỏ luôn đi. Sao? Nhưng là tay thằng liếc. Nội rồi phải bỏ hai ba cái mình đây cái mình đây rồi đây cái nọ thiếu nậu thì bé nó bé lớn rồi hai ba cái đồ nhà nó không cay lắm nó thề thề không cay được thế nếu mà cay chắc cũng đâm quay một keo ớt à mà mình nướng nó mất cay mất một đậu nó thấm lên cay mỡ từ ủa đây có muốn thử cái này chưa 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 bà thử rồi bà không dám ăn mà rồi dính tay dính chân rồi ăn đắng cái áo em còn mẹt lấy leo hết rồi mày bỏ mẹt bà mẹt nó bà chơi đúng rồi mẹt bỏ chứ quả quên leo bỏ chứ leo nó mẹt nó thằng chết á sao chứ mẹt vô không bỏ mẹt không bỏ mẹt vô đây không vô bỏ mẹt vô bà la đấy nếu ta từ mẹt đồ máu với ai mẹt đồ cũ bà trước tết thì nhà bà cũng dắt nên bỏ lái thằng leo thằng đẹp mà uống được nhiều đẹp đó. Tao kiếm vợ chú nó bò xa rồi. Kiếm vợ chú rượu kia cũng bố không. Bữa hôm qua tôi nghe ai chỉ thừa cái bình rượu kia rồi. Nghĩ sao mà chỉ thừa cái bình rượu kia mình uống một bên đó mà chỉ thừa nhiều rồi nhiều rồi ba. Đâu rượu. Cái rượu kia mà bay đổ vừa vô là nó mất tác dụng nó không còn cái gì mà đỡ nó xe nữa đó. Nó không còn cái gì nữa đó. Mà chỉ vừa vừa uống rượu kia vậy đó. Bây giờ con ra ao ông chính nhân con nói chú này vô uống ba con ly rượu ra cầu. Mà dạ. Hết má anh em luôn mà luôn á nó đi để tao kêu tao nói nó rửa nó nói chú ly. Mà mấy đứa vậy biết. Đúng rồi. Đúng rồi. Chú ly là bá. Ê, chú anh nhớ Phạm Hi chú ông cậu mà dọn cho tao cậu chú ông gì à mà chú dọn nhưng mà cái thằng đó là vai vào con Hiền ấy à. Con Hiền thằng này mình kêu bằng chú mình dọn nhớ con kêu bằng chú mình kêu bằng cậu với bằng chú tức là nó dai nó lớn một dai chứ không phải kêu bằng anh à thì kêu bằng cậu không uống hết nếu mà mấy anh có chuyện thì thôi uống hết này nghỉ chuyện này còn muốn mát này đẹp mười còn bơm thuốc gì mày, có mọi chuyện mày không mày cứ uống tối nay bây giờ cái máng của chuồng bò của người lâm bữa nay cao lắm không đợi uống lột uống bây giờ là tao ngủ trong đấy nữa là bây giờ khi bữa nay đây không lọt nữa chấm quá tạm biệt bữa nay là nghe bạn không nuôi dưỡng nó cho nuôi dưỡng nó cho vui chứ quê vô rồi